Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn quay trở lại với Thiên Minh Auto City. Ngày hôm nay thì tôi có một chiếc Mercedes C-Class. Và như quý anh chị biết là C-Class C200 là em út của dòng C bán tại Việt Nam. Một chiếc xe rất được ưa chuộng trong cái tầm giá, trong cái phân khúc, và nó khởi đầu của cái dòng xe hạng sang tại Việt Nam. Cô nàng đến từ nước Đức này thì sở hữu mọi thứ, nhan sắc trắng trẻo như ngọc trinh, các công nghệ option cực kỳ tuyệt vời. Nhưng dĩ nhiên là không có gì là hoàn hảo cả. Cô ấy thiếu đi một số những tính năng khá là quan trọng, đặc biệt về vấn đề an toàn. Ví dụ như là hệ thống camera 360 này, hệ thống cảnh báo va chạm này, hoặc là hệ thống cảnh báo điểm mù bằng radar. Hôm nay thì chủ nhân của chiếc xe này đã quyết định đầu tư một số tiền rất hợp lý để có thể sở hữu cùng lúc combo với 3 bộ 3 sản phẩm như trên, bao gồm bộ cảnh báo va chạm Mobileye được phân phối chính thức bởi Thiên Minh này, một bộ camera luxury cao cấp dành riêng cho dòng Mercedes, và nó cao cấp nhau lát cho tìm hiểu, và cuối cùng là một bộ sản phẩm rất tuyệt vời, đó chính là hệ thống cảnh báo và cảnh báo điểm mù. Hệ thống cảnh báo điểm mù bằng radar quý vị nhá. Lát nữa chúng ta cùng trải nghiệm trên đường để xem thực tế cái bộ ba cái sản phẩm này nó hữu ích như thế nào và chất lượng của nó ra sao. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái Cam 360. Thì thật ra Cam 360 trên thị trường nó có khá nhiều mẫu và cái tính năng hoạt động thì nó tương tự như nhau. Tuy nhiên thì riêng với bộ camera luxury này nó khác biệt hoàn toàn. Toàn bộ phần mắt camera trước ở logo này, ở hai bên tai gương và ở cam sau, đó là một bộ được thiết kế sẵn và theo tiêu chuẩn của dòng C200 tại Việt Nam luôn. Chỉ việc đặt khớp và in tương tự như thế, thì hai bên tai gương kia chúng ta cũng chỉ thay những cái phần ốp nhựa phía dưới. Camera sau thay đúng vào vị trí đã lắp đặt sẵn. Và đặc biệt là bộ sản phẩm này hoàn toàn là cắm jack zin, không cần phải cắt chích đấu nối gì nhá. Có một điều thú vị về chất lượng hiển thị hình ảnh, nó được trích xuất và truyền qua cổng HDMI, một cái tiêu chuẩn độ nét cực kỳ cao ở thời điểm hiện tại. Lát nữa thì chắc chắn là tôi tin rằng quý vị sẽ phải bất ngờ về cái độ nét, bất ngờ về cái độ phân giải hình ảnh, mà thậm chí là camera nguyên bản theo xe chưa chắc đã làm được điều ấy. Chưa kể đến vô vàn những tính năng theo kèm. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng trải nghiệm ngay lập tức bộ camera này, hệ thống cảnh báo va chạm và cảnh báo điểm mù. Mời quý vị và các bạn. Tôi đang ngồi trong nội thất của Mercedes C200. Nội thất có thể nói là khá sang trọng, những cái chi tiết như là ốp gỗ này, nhựa, chrome và da được phối hợp rất là hài hòa. Cái màn hình thì cũng rất hài hòa, và nếu nó có cam 360 thì có thể nói là đạt tuyệt đỉnh. Bây giờ tôi sẽ khởi động nhá. Xưa đây thì Mercedes luôn được đánh giá rất cao về cái thiết kế, đặc biệt là những cái tinh tế trong nội thất của họ. Hệ thống màn hình này cũng đạt độ phân giải rất cao, và đây chính là hình ảnh của chiếc Cam 360 khi được tích hợp. Quý vị có nhận thấy điều gì đặc biệt không ạ? Đầu tiên, chiếc xe này mang ngoại thất màu trắng, biển số 18A11763, và nó đang hiển thị mô phỏng một cách chính xác tuyệt đối, cả về màu sắc, cả về biển số. Đây là điều đầu tiên mà chắc chắn không có bất kỳ một chiếc camera 360 nào trên thị trường có thể làm được. Tôi tin chắc chắn vào điều đấy. Thứ hai, khi quý vị lắp thêm bất kỳ một bộ cam 360 nào thì đều có một hệ thống điều khiển cầm tay hoặc là một cái phím gắn ở đâu đó xung quanh vị trí này. Nhưng riêng đối với bộ sản phẩm cam 360 đến từ Thiên Minh này, tôi có một điều cực kỳ ưng ý và hài lòng. Toàn bộ cụm phím điều khiển sẽ được tích hợp sẵn trên cái phím touchpad cũng như là bộ phím command ở đây. Quý vị thấy này, toàn bộ tất cả những thao tác điều khiển nhá, không có bất kỳ một cái nút bấm nào khác ngoại trừ hai nút này, và nó hoạt động như thế nào. Toàn bộ những thao tác điều chỉnh của camera 360 này, xoay góc nhìn, cài đặt hay làm bất kỳ một vấn đề gì khác, chúng ta đều sử dụng trên chính cái cụm phím nguyên bản theo xe này thôi. Một sự tiện lợi phải nói là đạt mức độ hoàn hảo. Bây giờ thì tôi sẽ trải nghiệm luôn thực tế cái mẫu Cam 360 này nó hoàn hảo như thế nào quý vị nhé. Để hiển thị toàn bộ phần cài đặt cũng như là tính năng của Cam 360 thì quý vị nhấn và giữ phím return back này nhá. Sau 3 giây thì hệ thống sẽ bắt đầu hoạt động. Trước khi mà trải nghiệm sản phẩm thực tế thì tôi có chia sẻ ở đây. Khi tôi mở cửa ra thì hệ thống sẽ cảnh báo cái cửa nào đang mở, và toàn bộ những cái thao tác khác xoay vặn phím chúng ta đều không sử dụng được. Đây là một trong những cái tính năng cảnh báo an toàn rất là tốt mà bộ Cam 360 đến từ Thiên Minh có thể làm được. Tôi đóng cửa lại. Đây, quý vị thấy này, đây chính là hình ảnh mô phỏng. Anh em cảm nhận như thế nào? Biển số này 18A11763, cực kỳ rõ nét. Nếu mà anh chị em nào sử dụng xe ngũ quý, tứ quý nhá, thì cứ gửi qua cho các em kỹ thuật viên bên Thiên Minh, thích thì có thể
ngũ quý 9 ở đây luôn cũng được. Và thích thì màu xe đen, đỏ hay xanh Kawasaki hay bảy sắc cầu vồng đều có thể hiển thị được tốt nhất. Nào chúng ta cùng trải nghiệm. Đây chính là tất cả các góc nhìn, có tới 11 góc nhìn từ bộ sản phẩm này. Và nó có hai góc nhìn rất hay, lát nữa tôi sẽ chỉ cho quý vị. Đây ạ, toàn bộ thao tác nhá, mình sử dụng ở trên cái phím Touchpad này hoặc là phím Command. Đấy. Ngon nghẻ không ạ, mượt không ạ, không hề có độ trễ luôn. Tiếp tục này, đây là cái góc hay nhất. Góc phía trước, đây chỉ là góc thông thường thôi. Và đây mới là cái đặc biệt này, góc 180 độ. Quý vị biết cái này nó cực kỳ hay trong trường hợp nào, khi mà chúng ta tiến ra thì toàn bộ cái điểm mù ấy, nó sẽ bị gần như là xóa hết. Đây là góc phía trước. Tương tự như vậy thì chắc chắn là tôi cũng sẽ có góc phía sau rồi. Đây, góc phía sau này 180 độ view. Trong trường hợp mà quý vị lùi từ bãi đỗ nhá, hoặc lùi từ cái ngóc ngách nào ra, thì đây cũng là một sự lựa chọn, có thể nói là con mắt thứ ba cho quý vị luôn. Một bộ cam tuyệt vời không ạ? À, tất cả các góc xoay. Ôi giời ơi luôn. Anh em thấy thế nào? Đấy, trắng Polar của Mercedes nó lên hình nó như thế này đấy anh em. Hôm trước có một bác lắp màu tím mà đẹp tuyệt vời luôn. Xe màu xanh nhưng lại thích lên hình màu tím. Rồi, đây là những cái thao tác cơ bản nhất. Thì bây giờ anh em mình chạy thử trên đường nhá, để xem nó như thế nào. Đây là góc cam trước này. Các bạn nhìn thấy cái đường đánh lái không ạ? Đấy, và đặc biệt ấy là cái mắt camera nó còn liếc theo đây nhá. Anh chị em thấy không? Đấy, mắt nó liếc theo luôn. Và cái vạch đỏ này chính là cái vạch an toàn đầu xe này. Tương tự như thế thì khi mà chúng ta xi nhan ở hai bên, đèn xi nhan còn hiện luôn này. Làm gì có cái cam nào trên thị trường làm được điều này. À, góc đánh lái bánh xe này. À, tôi sẽ di chuyển nhá. Một chiếc Mac được mô phỏng theo tỷ lệ hoàn hảo ở trên một chiếc cam 360. Độ nét cực kỳ cao thông qua cổng HDMI. Mọi chi tiết từ logo trước, cam sau, tai gương đều được lắp và lắp. Không có phải cắt chích, không phải khoan đục gì cả. Đây chính là cái giao diện mà chúng ta di chuyển trên đường, thì nó ngọt nước như thế này. Quý vị có thấy hài lòng với bộ cam 360 này không? Hãy comment xuống phía dưới nhá, chúng ta cùng thảo luận. Sau khi mà trải nghiệm bộ cam 360 này rồi, thì tiếp đến một thứ chắc có lẽ là hay ho hơn. Đề nghị tất cả anh em thắt dây an toàn trước khi chúng ta test cái tính năng cảnh báo va chạm từ bộ sản phẩm Mobileye. Mời anh em cùng trải nghiệm tính năng cảnh báo va chạm sớm đến từ Mobileye. Trước khi mà trải nghiệm thì giới thiệu sơ qua chút với anh em nhé. Mobileye thì nó là một bộ sản phẩm đến từ Israel, thường được áp dụng ở trên những cái mẫu xe sang, ví dụ như là Volvo, BMW hay Audi. Ở Việt Nam thì Mobileye mới gia nhập vào thị trường thôi, và Thiên Minh Auto City thì là nhà phân phối duy nhất, hợp tác duy nhất của Mobileye tại Việt Nam. Với một bộ sản phẩm Mobileye như thế này thì chúng ta có một bộ hiển thị này, một cái đồng hồ iWatch ở đây, và một cái mắt thần camera có thể coi như con mắt thứ ba của tài xế đặt tại vị trí này. Tính năng của bộ sản phẩm này thì có rất nhiều. Có thể điểm qua ví dụ như là cảnh báo va chạm này với phương tiện phía trước này, cảnh báo trạch làn đường này, giữ khoảng cách với phương tiện phía trước này, và phát hiện người đi bộ. Đấy là một số những cái tính năng của cái bộ sản phẩm này và nó cảnh báo như thế nào. Thì cái nguyên tắc làm việc của cái bộ Mobileye này, hệ thống sẽ tính toán cái khoảng cách của cái xe phía trước dựa vào cái mắt camera này, chia cho vận tốc thực của xe được lấy trực tiếp từ cổng OBD cho cái vận tốc chính xác nhất, không có sai lệch gì cả. Chia ra sẽ có thời gian dẫn đến va chạm. Và cái khi cái thời gian dẫn đến va chạm thì chúng ta có thể dựa vào đó và hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo. Thì bây giờ tôi sẽ test luôn cho các bạn xem nhé. Một số cái bộ cảnh báo va chạm khác trên thị trường ấy là chỉ có dựa vào khoảng cách thôi. Có nghĩa là khi mà chúng ta di chuyển ấy thì cứ gần như thế này là nó sẽ kêu rồi. Thế nhưng mà đây quý vị thấy là Mobileye nó không hề cảnh báo gì cả, bởi vì nó biết là tài xế đang làm chủ được. Cái thời gian dẫn đến va chạm không có, nên hệ thống sẽ không đưa ra cảnh báo. Bây giờ tôi sẽ test thử trực tiếp nhé. Test cái này thì đề nghị anh em thắt dây an toàn và giữ vững tư thế. Một bộ sản phẩm có thể coi như một mắt thần và nhắc nhở chúng ta trong những cái trường hợp có thể nói là cực kỳ cần thiết luôn. Mất tập trung, lơ đễnh. Cô nàng Mercedes này thì cũng có một tính năng rất hay, đấy là cảnh báo mất tập trung. Thế nhưng mà không bao giờ hay bằng Mobileye, chắc chắn như vậy luôn.
anh em cùng chiêm ngưỡng nào. Với cái bộ sản phẩm Mobileye này thì nó có rất nhiều tính năng, có thể kể qua như là đọc biển báo này, lát đây cho anh em xem đọc biển báo cái luôn nhá, cảnh báo va chạm này, cảnh báo lệch làn này, giữ khoảng cách với xe phía trước này, rồi là nhận diện các phương tiện thô sơ. Tôi sẽ lần lượt test sơ qua từng cái tính năng một và chắc là cũng chỉ dừng lại mức độ sơ qua thôi, còn chi tiết thì mời anh em qua Thiên Minh để xem xét thực tế nhá. Đầu tiên đối với cái tính năng đọc biển báo này, anh em sẽ nhận diện được ngay. Thấy gì không ạ? 80 km, đây chính là cái tốc độ giới hạn cho phép của cái cung đường này, và ngay lập tức biển báo đi vuông góc qua cái sẽ nhận diện được luôn. Tính năng mà tôi đánh giá cao nhất ở bộ sản phẩm này chính là tính năng cảnh báo va chạm này. Nguyên tắc hoạt động thì anh em biết rồi, lấy cái vận tốc, lấy cái khoảng cách này chia cho vận tốc thực tế ra cái thời gian dẫn đến va chạm. Thì cũng chia sẻ với anh em đôi chút là theo những cái báo cáo nghiên cứu khoa học của các quốc gia đang phát triển thì cái khoảng thời gian dẫn đến va chạm 3 giây là chúng ta có thể xử lý được, có thể né tránh được những cái vụ tai nạn. Nhưng mà cái bộ sản phẩm Mobileye nó còn đưa ra cảnh báo chỉ 2,7 giây thôi, sớm trước 2,7 giây chúng ta hoàn toàn nghe theo ông em này đi, rồi chúng ta sẽ được tránh thoát những cái pha va chạm có thể nói là không thể kiểm soát được. Và với cái bộ sản phẩm này thì có tới 80%, hơn 80% đấy, số vụ tai nạn đã được cải thiện đáng kể. Bây giờ đầu tiên tôi sẽ test cái tính năng cảnh báo va chạm với phương tiện phía trước. Quý vị nhìn thấy con số 1,0 hay không ạ? Chính là cái khoảng cách với cái xe Mazda BT50 phía trước này, 1 giây nữa sẽ dẫn đến va chạm. Bây giờ chiếc Mazda đã tách sang làn khác và ngay lập tức hệ thống sẽ chỉ nhận diện cái phương tiện trong làn này thôi. Và nạn nhân tiếp theo nó sẽ là chiếc xe 200 này à, đã bị quét vào tầm ngắm. Sau khi mà tất cả phương tiện lách tách rời làn nhá, thì đây sẽ là một làn đường hoàn toàn an toàn, không có bất kỳ một phương tiện nào có thể dẫn đến va chạm ở phía trước cả. Tôi sẽ thử ngay với chiếc xe tải phía trước kia, hệ thống sẽ cảnh báo như thế nào. 2,5 giây nữa sẽ dẫn đến va chạm, 2,0, tôi tiếp tục áp sát, con số này sẽ liên tục giảm, 1,2, quý vị thấy không ạ? 0,6 giây thì ngay lập tức hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo có thể dẫn đến tai nạn. Thử lại lần nữa nhá. Ui, quá là tuyệt vời, chỉ một thoáng hơi mất tập trung tí thôi. Có thể cái bộ cảnh báo mất tập trung của xe Mercedes này chưa kịp phát huy thì đã có Mobileye cứu chúng ta một bàn thua trông thấy rồi. Tiếp tục, bây giờ tôi sẽ thử cái tính năng cảnh báo trạch làn đường nhá. Hệ thống cảnh báo trạch làn đường này rất thông minh, lấy tín hiệu từ xi nhan nhá. Nếu bây giờ này tôi xi nhan sang trái và tôi sẽ đánh lái sang làn đường trái, hệ thống không đưa ra cảnh báo gì cả, bởi vì biết là tôi chuyển làn chủ động. Đây, trường hợp xảy ra nếu mà tôi không xi nhan này, hơi thoáng mất tập trung nhá, sang làn khác. Quý vị thấy không ạ? Rung vô lăng này, hệ thống đưa ra cảnh báo nháy nháy này, rất là tuyệt vời luôn. Cái này nó còn một cái hay nữa là chúng ta có thể set up cái cảnh báo này dựa trên tốc độ. Quý vị có thể cài đặt ở các giải tốc độ 35, 45 và 55. Nếu mà đi trên phố ấy, mà dưới 35 km chẳng hạn thì hệ thống này các bạn có thể chuyển làn mà nó không đưa ra cảnh báo đâu. Cái tính năng giám sát cái phương tiện phía trước thì nó cũng sẽ đưa tính toán cái thời gian dẫn đến va chạm, giống như là một cái chức năng nhỏ của cảnh báo va chạm nhá. Đây, tôi test luôn này. Nào, 0,7 giây nữa, 0,8 giây sẽ dẫn đến va chạm với xe phía trước và hệ thống sẽ liên tục giám sát như thế này, nhắc nhở cho chúng ta hãy giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Đây là một trong những cái tính năng có thể nói là rất là ưu việt của bộ sản phẩm Mobileye đến từ Israel. Tuy nhiên thì bộ sản phẩm này vẫn chưa đủ và chúng ta cần một thứ hỗ trợ theo kèm. Chuyện gì xảy ra nếu tôi chuyển làn chủ động, có xi nhan, chuẩn bị tạt vào làn khác nhưng mà lại xuất hiện có một phương tiện ở khu vực điểm mù mà chúng ta không thể quan sát bằng gương chiếu hậu được? Mobileye thì dĩ nhiên là không thể phát hiện và cảnh báo điều ấy được. Chúng ta có một bộ sản phẩm khác và đó chính là lý do mà chủ xe đã trang bị thêm một bộ sản phẩm cảnh báo điểm mù bằng radar. Bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm nhé. Chia sẻ với anh em về hệ thống cảnh báo điểm mù trên xe ô tô thì nó có rất nhiều cái công nghệ cảnh báo, ví dụ như là bằng radar, bằng sóng siêu âm hay bằng khoảng cách. Và dĩ nhiên là cái radar thì bao giờ nó cũng hoạt động hoàn hảo nhất, nó không bị phụ thuộc vào môi trường nhé. Cái tầm quét của nó rất là rộng.
Thì cái hệ thống cảnh báo điểm mù của Thiên Minh đang phân phối này, nó đang sử dụng cái hệ thống cảnh báo điểm mù của radar. Nó sẽ có hai cái cục radar được đặt ở phía cản sau của xe kìa, đặt chui vào trong, rất là thẩm mỹ. Tiếp nữa là cảnh báo điểm mù thì chắc chắn là anh em biết là nó phải hiển thị bằng cái đèn LED cảnh báo trên gương rồi. Chuyện gì xảy ra đối với một chiếc xe mà chưa được trang bị cảnh báo điểm mù thì rõ ràng là mặt gương sẽ không được tích hợp cái hệ thống LED cảnh báo đấy. Thiên Minh sẽ mang đến cho bạn một bộ mặt gương có lẽ là còn ngon cả gương zin. Thứ nhất là chất liệu hoàn thiện, gia công cực kỳ cao. Thứ hai là nó giữ nguyên được những cái tính năng, ví dụ như là sấy này hay là chống chói tự động thì được giữ hết. Và cuối cùng là nó tích hợp sẵn cả cái đèn LED hình tam giác mà quý vị đang nhìn thấy ấy. Đấy chính là cái hệ thống cảnh báo điểm mù mà Thiên Minh đang phân phối. Với cái hệ thống cảnh báo điểm mù này thì cái nguyên tắc hoạt động nó sẽ có một số cái tính năng. Và cái tính năng thứ nhất là nó giám sát các phương tiện ở trong vùng điểm mù là một. Thứ hai là cảnh báo điểm mù trong cái trường hợp mà phương tiện đang vượt lên. Thứ ba là cảnh báo khi mà chúng ta lùi xe mà có cái phương tiện cắt ngang vào vùng điểm mù. Và cuối cùng là cái tính năng mở cửa an toàn. Thì tôi sẽ test qua nhé một số tính năng. Đầu tiên là giám sát điểm mù. Quý vị có thấy cái hình tam giác nó đang sáng lên không ạ? Chạy phố này thì dĩ nhiên là cái lưu lượng phương tiện nó rất là đông và liên tục có những chiếc xe nó vào vùng điểm mù. Điểm mù là cái điểm mà là cái vùng mà gương thì không quan sát được kìa. Đấy. Nó không hề đưa ra một cái cảnh báo gì phiền nhiễu đâu nhá, mà nó chỉ hơi sáng lên một chút để nó báo là đang có phương tiện trong vùng mù. Đấy, như thế này là không có phương tiện trong vùng mù nhá. Bây giờ tôi vào đấy, quý vị thấy không ạ? Có phương tiện trong vùng mù, tôi đang không biết là cái gì đây, xem nó là cái gì. À vâng, một bác chạy SH màu đỏ vừa vào điểm mù. Đây là tính năng giám sát điểm mù này, rất hay. Chúng ta có ý định chuyển làn hay là rẽ thì cũng phải lưu ý cái cảnh báo này nhá. Tiếp tục nữa của tính năng này, đấy là hệ thống cảnh báo điểm mù khi mà có cái phương tiện vượt lên từ vùng mù. Nó là một cái cảnh báo mở rộng của cái giám sát điểm mù ấy thôi. Xe vượt lên vào điểm mù thì sẽ có cảnh báo. Và cảnh báo chỉ đưa ra trong trường hợp mà chiếc xe đang vượt lên, chắc chắn là phải có vận tốc lớn hơn cái vận tốc của xe chúng ta đang di chuyển. Tính năng tiếp theo mà tôi sẽ trải nghiệm bây giờ đấy là chuyển làn. Thì hệ thống cảnh báo điểm mù này nó sẽ giúp chúng ta những cái gì? Đầu tiên này, Mobileye thì các bạn biết rồi đúng không ạ? Nó tạo cho chúng ta một cái văn hóa khi chúng ta chuyển làn, bắt buộc phải xi nhan. Ví dụ bây giờ tôi đang hơi vô văn hóa một tí này, không xi nhan, Mobileye sẽ báo ok chưa? Bây giờ tiếp tục nhá, tôi sẽ xi nhan đàng hoàng, nhưng mà lại hơi thiếu quan sát một chút, bởi vì cũng khó trách vào điểm mù mà, thì tôi quan sát làm sao được. Đây, trường hợp như thế này. Rồi, bây giờ tôi sẽ xi nhan này, có văn hóa xi nhan, được chưa? Thế nhưng mà bây giờ có phương tiện đang rơi vào vùng điểm mù, mà nếu bây giờ tôi cắt đầu thì mọi sự nó sẽ rất mất kiểm soát. Đây, quý vị thấy không ạ? Ngay lập tức hệ thống đưa cảnh báo, bây giờ không thể tạt ngang được. Bởi vì quý vị nhìn thế này, có anh xe tải ngay sau lưng này. Đấy. Quý vị thấy không ạ? Còn cái tính năng cuối cùng của cái bộ cảnh báo điểm mù này nữa, đó chính là cảnh báo khi mà chúng ta cảnh báo cái phương tiện cắt ngang khi lùi. Khi quý vị vào số lùi, xe đang lùi ra từ bãi đỗ hoặc là từ cái điểm chúng ta từ ngõ nhỏ. Nếu có phương tiện cắt ngang vào vùng điểm mù thì ngay lập tức là hệ thống cũng sẽ đưa ra cảnh báo bằng cách nháy đèn cùng với lại cái âm thanh cảnh báo. Đấy là bốn cái tính năng rất hay của bộ cảnh báo điểm mù bằng radar. Như vậy tôi tổng kết lại nhá. Chúng ta sẽ có những gì với ba bộ sản phẩm này? Đầu tiên, bộ sản phẩm giá trị nhất chính là Mobileye cảnh báo va chạm, giúp chúng ta an toàn trên mọi hành trình. Hơn nữa, giúp chúng ta tập trung này. Thứ hai, văn hóa chuyển làn, đã chuyển làn phải xi nhan. Bộ cảnh báo điểm mù sẽ giúp chúng ta an toàn thêm một lần nữa, chuyển làn này, xi nhan rồi và phải để ý xem có phương tiện nào vào vùng mù hay không. Không để ý được thì đã có bộ cảnh báo điểm mù nhắc nhở. Mở cửa xe an toàn. Đối với cảnh báo điểm mù mở cửa xe an toàn này, mở cửa thì phải quan sát các phương tiện phía sau. Nếu không quan sát được cũng sẽ có cảnh báo điểm mù nhắc nhở. Lùi xe ra từ bãi đỗ, camera không làm được hết điều đấy, không quan sát được hết điểm mù thì cũng đã có hệ thống cảnh báo điểm mù nhắc nhở. Và cuối cùng, khi chúng ta lùi chiếc xe này về nhà sau một ngày làm việc vất vả, ngõ nhỏ chật hẹp, chúng ta đã có một mắt thần, đó chính là cam 360, giúp chúng ta quan sát mọi góc độ, xóa hoàn toàn 100% điểm mù. Đấy,
Hơn nữa bộ cam 360 này còn một tính năng rất hay. Cam hành trình này bây giờ đã thừa thãi rồi quý vị. Có cam 360 sẽ lưu lại được toàn bộ hành trình, và thậm chí chúng ta hoàn toàn có thể cài đặt được lưu tối đa 24 tiếng đồng hồ kể từ thời điểm chúng ta tắt máy, lưu lại mọi thứ xung quanh chiếc xe của ta. Quý vị có thấy hài lòng với ba bộ sản phẩm này không? Và nếu quý vị có góp ý, muốn đánh giá và trải nghiệm sản phẩm này thì đừng quên ghé qua showroom của Thiên Minh Auto City. Chúng tôi có hệ thống lắp đặt trên tất cả các tỉnh thành và có showroom trưng bày tại tất cả các thành phố lớn trên toàn quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi ba bộ sản phẩm rất hữu ích đến từ gia đình Thiên Minh. Mọi thông tin chi tiết, đóng góp và tư vấn, xin quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline được đính kèm trên video hoặc ghé thăm trang web chính thức thienminh-autocity.com để tìm hiểu thêm. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và bạn ở trong những video clip tiếp theo ạ. Xin cảm ơn.